sợ nước nhỏ. Có tiền bớt không Nam? Nó đẩy lên cái cậy của nó đó. Tết anh kéo cái hướng này rồi cái bát dài á đi ra cái cạnh của cái máy bên góc bên đó bên cái to dài là nhiều đó có bị lộn mình nó cắt được sâu á. Nó rễ co hơn mẹ qua đây nhiều mà. Dạ. Sợ nó lòi khúc này nè, nó căng rồi. Cái hàng hai bên trường không biết nào qua giờ không có bán tiền bán tiền biết bị đầu rồi nghĩ nói chứ rồi cách đây mấy năm á là anh cứ phái ra à, còn bây giờ cứ mấy là anh gì theo anh cứ Việt Nam là xuất em thấy không mấy năm nay năm nay em thấy là anh đã đâu ở Việt Nam mình đó Indo Mã Lai rất thích cái mấy thằng Mã Lai nó mới làm gì làm cứ đá thôi Việt Nam không thôi nghĩ luôn còn đó từ từ thôi Việt Nam đóng chừng nhớ nha Việt Nam thấy không Senko Sia với motor Việt Nam bây giờ xài ngon lắm. Hai đứa rồi. À, tụi nó lớn rồi.
hai đứa gái đó. Đó. Thầy nói vậy. Rồi quay chuẩn bị nó có chi đó. Đó anh ba để lại. Bao nhiêu thả rồi con bự mẹ luôn. Biết nhiêu người mang cái búa này của em rồi đó. Tôi đây tôi thấy con mẹ liền rồi đó. Cái máy này đời 22 cao nhất. Đời cao nhất rồi, 22 là đủ nóc rồi. Này là quay khi mà nè, mai tụi em lên về là thấy có lên YouTube á. Về tóc rồi. Tóc luôn. Cái bộ nghe búa nhỏ lên. Này không mấy con dán.
ở nhà cũng xài cái con Pana 10.5 giống này, mà nó tới 2013 xài hoài nó hư. Trọng cái thân mà nó không hư. Từ bữa giờ mới được có một lần à. Không hư thì không hư rồi sao người ta sản xuất máy thì ta bán vậy nhỉ? Thiệt. Xài máy tới cũng chịu. Ừ. Rồi mà cái đồ bóng đó là cái loại này kia kìa, chứ không phải là cái nhỏ thôi. Cái loại nhỏ gì? Ừ, loại nhỏ không phải là bự. Đời trước thì nó nhỏ. Cái làm gọn đó là tay gọn đó. Chơi xài máy trọng hơn nhỏ nhiều hơn. Mà xài nó dữ. Ba cái đồ điện kia cũng xài Pana mà nó mắc tiền, đời trước nó mua Pana nó mắc lắm. Bây giờ cũng vậy. Mà ra giờ nó giữ giá vậy thôi. Có cái tại vì vàng nó lên đó. Lên giá. Vàng đang xuống đó. Thank you.
dư hơn như nhiêu đó có gì dầm dầm nói cho cố vừa nói vậy nói có không lên tiếng luôn rồi nói vậy chuyện vậy chính thành với Trường Giang nó chuẩn bị luôn không sớm rồi. Cái phòng này ở là ok đó, mưa rưỡi ok không? Trời ơi, mưa là quá đẹp. Sao nữa thì nó lại mưa thì đi hụt. Ừ, mình ở nhiều người quá vô thì nó không có lạnh sâu. Mưa rưỡi chắc một ngày về hai đêm bắt mấy cái tùy theo ngày có hàng nhiều nhiều ít hơn. Dạ. Nhưng mà maximum là em hai người làm chắc cũng cỡ được năm bộ là phải đi sớm. Năm bộ là nhiều lắm mà. Năm bộ là di chuyển năm nhà đó. Cực lắm, di chuyển năm nhà cực lắm chứ không phải là thà là cái gì một nhà hai một nhà đó, hai nhà mà hai cái nhà ba đó vậy đó. Không có khi nào từ chối đâu, nó làm nhiều quá làm mệt. Dạ không. Không được rồi. Công việc mà mình từ chối thì nó từ chối mình luôn. Từ chối mình. Nó có lúc này lúc kia chứ. Đúng rồi, cũng có lúc thì thảnh thơi ngày trời. Nhưng mấy mùa này thì nó hơi chậm. Mùa xuống rồi. Dạ, có mấy mùa mà nắng á, mấy mùa nắng vô á. Nắng chạy về tháng 4, tháng 5 rồi đó. Bắt đầu tháng 3 thôi, chạy tháng 3. Dùng cái này, cái ca này của mình được khi hai người khỏe đó, đỡ đó. Có nhiều thằng nó đùa ca, nó đi có người mà nó treo neo, nó ở ngoài cái gì ngoài dưới sông á, trời đâu đây tôi phụ hoài nhà cái thằng ba đó, trên lầu đó, nó nghe meo hay đâu, ớt đi hai người nghe được. Thank you.
cứ trung bình một cái làm tiếng rưỡi hả? Đúng rồi, cứ một buổi sáng là hai cái, dạ. Chiều hai cái, ít ít là 5 cái nổi lắm. Thì di chuyển các cái này thì khó đi. Bây giờ hai người đi hai xe thì chở được hai bộ máy. Đi đâu hơn nữa hả? Chạy về kho lấy hàng mình đi tiếp. Mày tay sạch chưa? Được, thấy rồi. Để có tao phụ đây. Cái mùa này do mùa mưa cái thành ra máy lạnh nó chậm hơn chút. Cái phần bây giờ cũng có khó hút nhiều, nhưng giờ nhà nào cũng có quá trời, nhà nào cũng ráng ráng cho con đi hành thôi.
Quý lắm á. Chút xíu nè, mát thôi. Không
ngày xưa người ta nói là muốn diện lấy thợ may, muốn giàu lấy thợ điện. Bây giờ coi hai hai đó còn giàu không ta? Không, hai đó kè đầu á. Bây giờ ta muốn giàu lấy ta điện lạnh đi. Hả? Ừ đó nghe, em nói tới 100 triệu là thôi bây giờ muốn giàu lấy điện lạnh. Lúc nào cũng mắc lạnh hết, nhà lúc nào cũng mắc lạnh. Lạnh mà đói luôn vậy. Còn ngày xưa cũng vậy, ai nó có chồng là coi như nghệ sĩ là ngon á, giờ có nghệ sĩ được không? Giờ nghệ sĩ giờ ngon mà. Con cũng ngon được phải không? Dạ, nghệ sĩ phải có tiếng được nha. Có tiếng biết, còn mấy là không tiếng sao? Còn có tiếng thôi à. Không có tiếng thì hát cậu kéo. Nghệ sĩ giờ còn là có tuổi thôi. Không có tuổi, không có tiếng gì hết. Đó, Hoài Linh trước cũng thiếu gõ thôi chứ có gì đâu. Thì nó cũng được mấy thằng được như Hoài Linh đúng không? Bánh cũng vậy. Xưa đó đâu có mấy cái 20 năm trước thì chưa có. Ở Việt Nam mình chưa có. Ở đó. Nước ngoài có. Ngoài có. Có. Tại vì có tiền có. Tại vì mấy cái đồ này hồi xưa nó mắc quá. Ừ, tôi bởi vì tôi mới nói là mua được một cái đồ này để mà làm tiền không. Thì đem gian răng cũng vậy đó. Mấy cái gian răng ống. Giờ riêng mà mấy anh Trung Quốc ha, trời ơi điện đó để tôi lo. Có tôi lo. Có lo. Cái gì mà khó quá có anh lo. Có anh China lo hết. Mấy chú cứ làm
anh em mình chuyên máy lạnh thôi hay là các món tủ lạnh hay gì vậy? Không sửa thì nó khó, thì em nghĩ cái sửa như là như nó có cái đó. Xưa cái kinh này còn ấy á, đường đi vô nó hơi bày hày tí, cỡ chục năm về trước thôi, lên trong đây nó ghê lắm. Bắt đầu mấy anh cán bộ lên ở ba quận nhất về hết làm rồi, khu dân cư rồi thấy rõ ràng. Như bên đây nè, mà bên kia kinh là nó không cho. Bên đây là xây dựng thoải mái ha. Bên kia nó còn đang quy hoạch hay là đang... Bên kia là Vĩnh Lộc hả ta? Bình Chánh. Bình Chánh là của Vĩnh Lộc đúng không? Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc B. Vĩnh Lộc A là quận Bình Tân. Vĩnh Lộc nó có hai cái Vĩnh Lộc. Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B. Vĩnh Lộc A là xích vô trong đây à, là nó còn Bình Tân. Và Bình Vĩnh Lộc B.
giờ đó cần bạc nó gì ha, máy lạnh luôn hả? Ngựa nó mới có ống 12 ly 6, còn này mình đãi đi ống 12 ly.